Hello, cảm ơn em rất nhiều nha. Thật sự em Thịnh rất là trân quý những tình cảm của khách hàng đã dành cho em Thịnh thời gian vừa qua. Thì đây là một số mẫu xe em Thịnh bán hồi tuần rồi anh em ha. Đó, Rio thì về khách miền Tây, xe Bắc này cũng về miền Tây anh em. Hiện tại thì nói chung thì bên em Thịnh Bến Tre thì có rất là đông xe. Hiện tại thì còn rất là nhiều đầu xe đang đợi anh em mình, bao gồm những dòng xe cốc, xe sedan, hatchback, số sàn, tự động, máy xăng, máy dầu, 4 chỗ, 7 chỗ. Đó, anh em không? Đủ màu luôn, rời bến hết trơn rồi. Về miền Tây, miền Trung hết trơn anh chị. Giao tới nhà dân, và đặc biệt em Thịnh chỉ bán cho khách, không bán cho lái nha. Anh em thấy những clip em Thịnh quay toàn là bán cho khách không? Đấy, em Thịnh chỉ thích bán khách thôi. Đó, tại bán cho lái mệt lắm, bán cho lái đủ thứ việc hết trơn anh em. Dí này nọ, anh em khách hàng thì dễ thương, mình thích lắm. Bán khách mình bớt nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Vios này cũng về miền Tây nữa nè. Rất là trân quý tình cảm của anh em đã dành cho Thịnh thời gian vừa qua. Đó, em Thịnh làm ăn được như ngày hôm nay thì nói chung cũng nhờ một phần là những khách hàng thân yêu ha. Đó, xe Karen này về cô này làm cơ quan ở Bến Tre luôn nè. Đó, rất là nhiều ô tô đợi anh em. Anh em cứ qua lựa qua lấy thử, bên mình có giao xe tới nhà cho bà con luôn á. Ở xa thì thêm phí, ở gần thì giao miễn phí nha. Innova này cũng khách lấy chạy về nè. Tây xe này về Sóc Trăng hay Bạc Liêu gì đó. À, về Phú Quốc thì phải, xe này nhắn lòng về Phú Quốc. Rất là nhiều xe ô tô anh em ha. Phú Quốc rồi tính Bến Tre rồi Tiền Giang, Long An, Trà Vinh. Thường thì đa phần là ô tô mình bán là về Trà Vinh với Tiền Giang là nhiều nhất anh em nha. Đó, hai ông này cũng bán luôn rồi. Nói chung thì rất là nhiều. Xong rồi tới chuẩn bị tới đây thì em cũng bán tải nữa nè. Bán tải cũng bàn giao cho anh này. Đó, rất là nhiều ô tô anh em ơi. Anh em cứ qua lựa qua lái qua chạy thử, đừng có ngại ngùng gì hết. Em mình bán xe thật sự mình ít có quay lên lắm anh em. Lâu lâu mình mới quay một hai clip chơi vậy thôi. Chứ mình bán quay nhiều quá cũng bị nói anh em không nha. Mình cũng ngại quay á. Rất là nhiều ô tô gờ bến anh em không? Anh em cứ qua đi, tham khảo lấy thử chạy thử. Xe bên xe mình thì đặc biệt mình có đều có bớt cho anh em mình nha. Có bớt, có giảm giá, mình có giao lưu, mình có trao đổi, mình có cho nợ nữa. Rồi mình đổi xe máy, đổi ô tô luôn. Đó. Sắp tới đây thì em Thịnh tính triển khai qua làm xe điện nữa nè. Tính triển khai qua làm bên ba cái xe điện mà không biết anh em thấy ổn không anh em. Bán mấy xe đạp điện mà dành cho nít đi anh em. Con nít với những người lớn tuổi á, xe đạp điện mà tầm mười mấy triệu một chiếc á. Không biết anh em mình trên TikTok và YouTube thấy. Cho em Thịnh một cái lời khuyên chân thành nha. Đó, Optima này cũng gờ bến luôn rồi. Đó, Spark 2019 đó nè anh em ơi. Nói chung là quá trời ô tô luôn, gờ bến đi các tỉnh thành anh em ha. Đó, anh em cứ qua đi. Đó. Xe bên mình thì nói chung thì bao giá luôn anh chị, có giảm có bớt nha. Vivan tự động về Tài Vinh đó nè. Vivan này biển 22 chủ gốc hồ sơ luôn. Đó, rất là nhiều ô tô. Đó. Hôm nay thì mình cũng còn nhiều xe lắm đang đợi anh em nha. Anh em cứ qua lựa nha. Nơi giao lưu trao đổi mua bán, anh em thích xe nào cứ liên hệ nhân viên bên em 0866 678971, 0834 333 3371 nha. Và đặc biệt anh em nào biết ai bán xe chỉ em mua, em gửi hoa hồng cho anh em mình, liên hệ cho số chính của em 0564717171 ha. Đó, rất là nhiều ô tô luôn. Đó, bàn giao mình bàn giao tới nhà, anh em tới tiệm nhận xe ha anh em ha, quá trời luôn nè. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp anh em mình clip.